Trung Quốc âm mưu gì khi điều ùa về tiến sát lãnh thổ Việt Nam? Mới đây, dư luận trong nước cũng như quốc tế đã được một phen dậy sóng khi một máy bay không người lái của Trung Quốc tiến sát bờ biển nước ta. Cụ thể, chiếc máy bay không người lái này được cho là đã cất cánh từ đảo Hải Nam của Trung Quốc và quay trở lại đó sau khi bay về phía thành phố Nha Trang, cách bờ biển nước ta khoảng 100 km. Sau khi các trang báo lớn trên thế giới như hãng thông tấn Reuters đưa tin về sự kiện này, thì dân mạng Trung Quốc đã tỏ ra vô cùng hả hê. Họ cho rằng chính quyền Trung Quốc đang dùng máy bay không người lái để vỗ mặt Việt Nam. Vì thời gian gần đây, chúng ta đã có một số hành động làm phật ý họ. Ví dụ như cảnh sát biển Việt Nam và Philippines lần đầu tiên tập trận chung trên Biển Đông. Hay nước ta nộp đệ trình ranh giới thềm lục địa mở rộng lên Liên Hợp Quốc. Trên trang mạng Tencent của Trung Quốc đã có một bài viết thể hiện rõ điều này. Bài viết có tựa đề Việt Nam dối trá, cuối cùng cũng bị UAV tàng hình của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc vỗ thẳng mặt. Ngay bây giờ, chúng ta hãy cùng nghe thử bài viết này và phân tích xem hành động ngang ngược vừa rồi của Trung Quốc mang ý đồ gì nhé. Bắt đầu ngay thôi nào. Nội dung bài viết trên trang Tencent như sau. Trong số các quốc gia có tranh chấp về lợi ích với Trung Quốc ở Biển Đông, Việt Nam là quốc gia tương đối im ắng trên lĩnh vực ngoại giao. Nhưng họ lại rất mạnh tay về quy mô các hành động thực tế, cũng như những lợi ích đã thu được trong vùng biển này. Việt Nam không chỉ là quốc gia chiếm giữ số lượng đảo và dải san hô nhiều nhất ở Biển Đông. Nước này còn tiến hành các dự án cải tạo đất quy mô lớn trên một số đảo và dải san hô nhằm đạt được cái gọi là chiếm đóng vĩnh viễn. Xét ra thì Việt Nam là nước láng giềng với Trung Quốc. Trong nhiều năm qua, chúng ta hầu như chỉ đưa ra những lời khuyên răn mang tính thiện chí cho Hà Nội. Nhưng hiện tại, nhận thấy chính phủ Việt Nam không có ý định ngừng tay, Trung Quốc dường như không còn có thể lịch sự được nữa. Cuối cùng, quân đội Trung Quốc đã phải dùng biện pháp quân sự để vỗ mặt nước này. Các phương tiện truyền thông lớn của nước ngoài cho biết, một tổ chức chuyên nghiên cứu về không phận phía trên Biển Đông đã xác nhận rằng một máy bay trinh sát không người lái DZ-10 của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đã cất cánh từ đảo Hải Nam, bay men theo bờ biển Việt Nam xuống phía Nam cho đến khi chỉ còn cách thành phố Nha Trang khoảng 100 km thì nó quay đầu trở lại đảo Hải Nam. Từ quỹ đạo bay có thể thấy chiếc UAV tàng hình này rõ ràng đã bay dọc theo đường chín đoạn trên Biển Đông. Do Trung Quốc tuyên bố, hành động này có ý nghĩa cực kỳ mạnh mẽ như một lời khẳng định chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông. Điều đặc biệt đáng chú ý là các nhà quan sát còn cho biết chiếc DZ-10 trong hành trình bay của mình đã mở tín hiệu theo dõi vị trí để các nước bên ngoài có thể quan sát và theo dõi quỹ đạo bay của nó trong thời gian thực. Với những ai hiểu biết về loại UAV DZ-10 thì đều biết rằng đây là loại máy bay trinh sát không người lái kiểu mới vừa được Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc trang bị trong những năm gần đây. Một trong những đặc điểm của loại máy bay này là sử dụng công nghệ tàng hình. Sẽ không quá lời khi nói rằng trong số các máy bay trinh sát hiện đại nhất hiện nay, khả năng tàng hình của DZ-10 có thể chắc chắn được xếp vào top đầu. Một loại UAV tàng hình tiên tiến như vậy lại chủ động bật bộ phát tín hiệu trong nhiệm vụ bay lần này, như thể sợ người khác không phát hiện ra. Động thái này rõ ràng là có ý nghĩa thâm sâu. Thực ra, câu trả lời không khó đoán. Bằng cách này, Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc muốn gửi tín hiệu cảnh báo đến các nước có tranh chấp trên Biển Đông như Việt Nam rằng Trung Quốc có sức mạnh quân sự cực kỳ hùng hậu. Nếu Trung Quốc muốn giải quyết vấn đề bằng hành động quân sự thì có thể muốn đến là đến, muốn đánh là đánh, muốn đi là đi, mà không một quốc gia nào có thể phát hiện được. Hành động của DZ-10 được Trung Quốc cố tình cho Việt Nam và các nước khác biết, bề còn nếu cần thì hành tung của chiếc máy bay này sẽ không bao giờ bị phát hiện. Lần này là máy bay trinh sát tàng hình không người lái, nhưng lần sau có thể là máy bay chiến đấu tàng hình có người lái để thực hiện các hoạt động tấn công. Trước khi nhai nanh múa vuốt với Trung Quốc ở Biển Đông, các nước nên tự biết mình, biết ta, biết sự chênh lệch sức mạnh lớn tới đâu. Lần này Trung Quốc chỉ cảnh báo mà thôi. Thời gian gần đây, Việt Nam đã tổ chức một cuộc tập trận chung đầu tiên của cảnh sát biển Philippines ở Biển Đông, đồng thời đe dọa rằng sự kiện này sẽ có ý nghĩa chính trị to lớn. Philippines cũng là một quốc gia lên tiếng chống lại Trung Quốc trong khu vực. Hai nước này rõ ràng đang thông đồng, hợp lực để gây khó dễ cho Trung Quốc. Trong bối cảnh đó, quả thực chúng ta cần phải đưa ra lời cảnh báo quân sự
đối với kẻ dối trá Việt Nam. Mục đích hành động lần này của David Z10 chính xác là như vậy. Tiếp theo, phải xem Hà Nội có hiểu được thông điệp mà Trung Quốc đã gửi đi hay không. Nếu họ vẫn ngoan cố, có thể lần sau sẽ là tiêm kích G20 bay sát lãnh thổ của Việt Nam. Đó là toàn bộ bài viết trên trang mạng Tencent. Có thể thấy là dân mạng Trung Quốc rất hả hê với động thái ngang ngược vừa rồi của chính quyền. Họ cho rằng chiếc UAV kia là lời đe dọa đối với Việt Nam, nhằm vỗ mặt chúng ta sau những hành động mạnh mẽ gần đây. Sự tự phụ này cho thấy rằng người Trung Quốc đang quá tự tin, dẫn đến ảo tưởng sức mạnh. Tính tự phụ còn được thể hiện trong lĩnh vực đối ngoại. Các lãnh đạo nước này hoàn toàn không muốn nghe và không muốn biết các nước láng giềng họ nghĩ gì về mình. Căn bệnh tự phụ này là bản chất của các siêu cường. Trung Quốc đã quá tự phụ với sức mạnh của mình và say sưa với giấc mơ Trung Hoa. Để rồi, bất chấp cả luật pháp quốc tế, người dân ủng hộ cho cả những hành động mang tính khiêu khích như thế này. Đường lưỡi bò Trung Quốc tự vẽ ra rõ ràng là hành vi vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế. Vậy mà nội dung bài viết vẫn u muội cho rằng đó là chân lý. Và chiếc UAV của Trung Quốc với đường bay đó đang khẳng định chủ quyền quốc gia, thứ chủ quyền phi pháp không ai công nhận. Theo quan điểm của Việt Nam, đường 9 đoạn mà Trung Quốc đưa ra trái với Công ước Luật Biển năm 1982 mà Trung Quốc là một bên tham gia. Vùng biển mà đường 9 đoạn bao trùm không thể là vùng lãnh hải, đặc quyền kinh tế hay thêm lục địa của Trung Quốc. Nó hoàn toàn đi ngược lại với quy định về vùng biển của các quốc gia ven biển, theo Công ước quốc tế. Các văn bản pháp luật về biển của Trung Quốc cũng không đề cập đến yêu sách này. Trung Quốc chỉ đang tự coi mình là nước lớn và là trung tâm của thế giới. Các nước láng giềng quanh đại lục được nhìn nhận như những nước nhược tiểu. Truyền thống này đã định hướng các mối quan hệ nước ngoài từ rất lâu và ảnh hưởng trực tiếp đến ngày nay. Đồng thời là trở ngại khiến Trung Quốc không nhìn nhận được các nước khác như các đối tượng bình đẳng trong quan hệ quốc tế. Thực tế đã chứng minh Trung Quốc là nước duy nhất sử dụng vũ lực để kiểm soát và chiếm đóng trái phép các đảo đá trên Biển Đông. Chính Trung Quốc là kẻ đang có hành động ngang ngược, chứ không phải ai khác. Bài viết cho rằng Việt Nam cải tạo trái phép các đảo kiểm soát được, nhưng thực tế hành động của Việt Nam mới là hợp pháp, được quốc tế công nhận. Lần này Trung Quốc điều UAV đi do thám có thể là hành động khiêu khích. Họ cũng từng làm điều này nhiều lần với các đảo ở Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Tương tự với Đài Loan cũng vậy, họ sẽ chờ ta phản ứng mạnh để lựa thời cơ đáp trả. Đây chính là bản chất của Trung Quốc. Nó tương tự như việc Trung Quốc xua thuyền đi vào vùng biển của nước ta vậy. Nếu ta không giữ được sự bình tĩnh, thì vũ lực sẽ rất dễ nổ ra. Đó là ý đồ của Trung Quốc. Tuy nhiên, Trung Quốc chắc chắn sẽ không thể thành công thực hiện được âm mưu đê hèn đó. Vì Việt Nam chúng ta đã quá hiểu bản chất của họ. Mọi động thái của chúng ta từ trước đến nay đều rất ôn hòa và có chừng mực, không để Trung Quốc có cớ dùng vũ lực. Ván cờ trên biển đã được khởi động với xu thế trang bị thêm sức mạnh quân sự của các bên. Trên ván cờ này, xu thế vừa đấu tranh, vừa đối thoại, tác và đối đầu giữa các cường quốc nhằm duy trì lợi ích của mình vẫn sẽ tiếp diễn với cường độ mạnh mẽ và quyết liệt hơn. Những thay đổi đó chắc chắn sẽ tác động đến cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền lâu dài của Việt Nam. Bộ Việt Nam phải có cái nhìn bình tĩnh, sáng suốt, những bước đi cương quyết, phù hợp và tức thời, kết hợp giữa lý trí và ý chí, giữa sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Tác giả bài viết trên có đe dọa chúng ta bằng cuộc tấn công của tiêm kích G20. Tuy nhiên, nó cũng đã xuất hiện ở Biển Đông nhiều lần rồi, chứ không phải là món bảo bối mà Trung Quốc giấu kín bây giờ mới đem ra. Trung Quốc không thể dùng nó để đe dọa Việt Nam dễ dàng như vậy đâu. B-52 hồi xưa, chúng ta còn làm được nồi niêu, song chảo nữa cơ mà. Như chúng ta cũng đã biết, việc Việt Nam bồi đắp các đảo kiểm soát được ở Biển Đông đã bắt đầu từ khoảng 10 năm trở lại đây. Nhưng ít bị chú ý bởi vì Trung Quốc mới được xem là ông kẻ ở khu vực này. Tuy nhiên, trong vài năm trở lại đây, báo chí và các nhà quan sát thế giới bắt đầu nói về hoạt động này của Việt Nam nhiều hơn, do quy mô và tốc độ bồi lấp đảo của chúng ta ngày một tăng lên. Và theo một báo cáo mới đây nhất được Sáng Kiến Minh Bạch Hàng Hải Châu Á công bố, chỉ trong 6 tháng đầu năm 2024, diện tích đảo mà Việt Nam bồi lấp được đã bằng cả 2 năm trước đó cộng lại, tức là tốc độ mở rộng diện tích đảo của Việt Nam đã tăng lên gấp 4 lần trong năm nay. Và đây là một thông tin gây sốc đối với truyền thông thế giới, nhất là với Trung Quốc.
Hôm nay mọi người hãy cùng với mình tìm hiểu thành quả khổng lồ mà chúng ta đã đạt được sau bao nhiêu năm mở rộng đảo để khẳng định chủ quyền ở Biển Đông và xem thử truyền thông Trung Quốc nói gì về điều này nhé. Bắt đầu ngay thôi nào. Đầu tiên, các bạn hãy xem qua báo cáo mới đây nhất của AMTI. Các nhà nghiên cứu của Sáng kiến Minh bạch Hàng hải Châu Á thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế của Mỹ công bố hôm 7 tháng 6 năm 2024 cho hay Việt Nam đã tăng cường đáng kể, nạo vét và bồi đắp các đảo ở Biển Đông trong 6 tháng qua, tạo ra diện tích đất mới bồi lấp nhiều gần bằng tổng diện tích đất bồi lấp trong 2 năm trước đó, cộng lại, mở ra khả năng có một năm kỷ lục về bồi đắp, xây dựng đảo. Theo đó, tổng diện tích nạo vét và bồi lấp đất của Việt Nam, bao gồm cả lấp đất và nạo vét các bến cảng, kênh đào tại những nơi có tranh chấp ở Biển Đông đã lên đến khoảng 2.360 mẫu Anh, gần bằng một nửa so với Trung Quốc. IMTE nhấn mạnh đây là một sự thay đổi lớn so với cách đây 3 năm. Bởi vì vào thời điểm đó, tổng diện tích nạo vét và bồi đắp của Việt Nam chưa bằng 1/10 so với Trung Quốc. Và một điều đáng nói khác đó là hiện nay, nếu như tính theo diện tích, các tiền đồn ở Biển Đông, 3 tiền đồn của Trung Quốc chiếm đóng, gồm có đá Vành Khăn, Subi và Chữ Thập, vẫn là lớn nhất. Nhưng cả 4 tiền đồn lớn tiếp theo đều là các dạng san hô mới được mở rộng của Việt Nam. Đó là Bãi Thuyền Trai, đảo Nam Yết, đảo Phan Vinh và Đá Lớn. Bãi Thuyền Trai vẫn là tiền đồn lớn nhất của Việt Nam. Diện tích đã tăng gần gấp đôi trong 6 tháng qua, từ 238 lên 412 mẫu Anh. Và với chiều dài lên đến 4.318m, Bãi Thuyền Trài là tiền đồn duy nhất của Việt Nam cho đến nay, có tiềm năng có đường băng dài 3.000m, như là đường băng mà Trung Quốc xây dựng tại đá Chữ Thập, đá Vành Khăn và đá Subi. Sáng kiến Minh bạch Hàng hải Châu Á, IMTE, nhắc lại là hiện nay, đường băng duy nhất của Việt Nam tại quần đảo Trường Sa là đường băng dài 1.300m trên đảo Trường Sa cùng tên, đủ rộng cho hầu hết các máy bay quân sự của Việt Nam. Nhưng cần có một đường băng dài 3.000m thì các máy bay vận tải, trinh thám hoặc oanh tạc cơ quân sự lớn hơn mới có thể cất cánh và hạ cánh. Theo IMTE, hoạt động nạo vét tại đảo Phan Vinh cho thấy đã vượt quá tiền đồn nằm ở mặt Đông Bắc, trong khi đuôi đảo phía Nam cũng được bồi đắp thêm, làm các phần đã được cơi nới trước đó lớn hơn nữa, cũng như là tạo ra kênh rộng hơn cho tàu đi qua. Việt Nam tiếp tục sử dụng phương thức hoặc cắt rồi hút san hô hoặc là nạo vét vỏ sò dưới lòng biển để hoàn thành việc bồi đắp. Phương pháp cắt rồi hút phần nhiều được áp dụng, chẳng hạn tại đảo Thuyền Trài. Và vẫn theo bản tường trình của IMTE, cùng với việc tăng tốc cơi nới, nạo hút để mở rộng các đảo và bãi ngầm, Việt Nam cũng đã bắt đầu xây dựng một số cơ sở mới ở những khu vực đã thiết lập tiền đồn, đáng kể như bến tàu mới tại đảo Nam Yết và bến cảng mới tại đảo Trường Sa Đông. Đồng thời, một số cơ sở phòng thủ cũng được thấy đang xây dựng thêm ở một số thực thể. Ngoài ra, còn thấy những bãi đáp trực thăng tạm xuất hiện ở những thực thể được mở rộng, như tại đảo Đá Lớn, Đá Lát, Đá Tiên Nữ và Đá Nam. Biển Đông là một trong những tuyến hàng hải có nhiều tranh chấp nhất trên thế giới, với lượng hàng thương mại trị giá hơn 3.000 tỷ đô la được chuyên chở qua đây mỗi năm. Theo số liệu Reuters trích dẫn, bởi vậy, những hoạt động bồi lấp của Việt Nam đang khẳng định chủ quyền của chúng ta đối với hòn đảo trong khu vực này. Những công bố của IMTE có lẽ sẽ gây bất ngờ cho nhiều người, kể cả những người thường xuyên theo dõi tin tức ở Biển Đông, cũng khó mà mường tượng ra được viễn cảnh này. Sự kiên trì và cố gắng của Việt Nam trong việc mở rộng các đảo đang gặt hái được nhiều thành công không tưởng. Và đây không chỉ là cách để Việt Nam đáp trả lại những hành vi ngang ngược của Trung Quốc ở Biển Đông, mà còn là cách để thể hiện chủ quyền không thể chối cãi của Việt Nam tại hòn đảo này. Việt Nam không cần phô trương, không cần hô hào trước truyền thông thế giới như Trung Quốc. Việt Nam lặng lẽ làm điều này một cách kiên trì và cố gắng, vì một lẽ tất nhiên, chỉ có kẻ cướp mới phải thể hiện mình để đe dọa người khác. Còn ở Việt Nam, đảo của chúng ta thì chúng ta bồi lấp, mở rộng một cách quang minh chính đại, như là chúng tôi đang sửa nhà của mình vậy thôi, không cần phải báo cáo với ai hết, và cũng không cần phải đe dọa ai để làm việc đó cả. Phía Trung Quốc, dĩ nhiên, không thể bỏ qua những thông tin gây sốc này. Truyền thông xứ Tỷ Dân liên tục có các bài viết kích động và đe dọa tới hoạt động mở rộng đảo của Việt Nam. Trang Changchun News của Trung Quốc thể hiện một thái độ vừa ăn cắp vừa la làng khi viết rằng chúng ta không nên xem nhẹ việc Việt Nam cải tạo, mở rộng đá ngầm trái phép,
Rõ ràng là họ đang muốn cưỡng bức Trung Quốc bằng những việc đã rồi. Tổ chức sáng kiến. Theo dõi tình hình chiến lược biển WPI có trụ sở tại Bắc Kinh thì so sánh hoạt động cải tạo, thế phòng thủ của Việt Nam trên lãnh thổ của mình với hoạt động lấp biển, tạo đảo, trái phép của Trung Quốc. Họ cho rằng, hoạt động xây dựng các đảo và bãi đá ngầm của Việt Nam là lâu dài, được che giấu và mang tính tổng hợp, đáng được cộng đồng quốc tế quan tâm. Trên thực tế, do các đảo và các bãi đá ngầm do Việt Nam chiếm đóng gần bờ biển Việt Nam hơn, nên phía Việt Nam đã tiến hành cải tạo và xây dựng đảo từ rất sớm. Tuy nhiên, Mỹ và các nước phương Tây thường chỉ trích hoạt động xây dựng các đảo và đá ngầm ở Biển Đông của Trung Quốc, nhưng lại im lặng trước hành vi của Việt Nam, bộc lộ rõ tiêu chuẩn kép của họ. Truyền thông Trung Quốc vẫn lặp lại luận điệu cũ rích, Trung Quốc có chủ quyền không thể tranh cãi đối với các đảo ở Biển Đông và vùng biển lân cận. Trung Quốc luôn chủ trương giải quyết tranh chấp với các nước láng giềng ở Nam Sa, tức là Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam, thông qua hiệp thương hữu nghị song phương. Tờ China thì viết, sở dĩ chúng ta phải hết sức cảnh giác trước những hành động nhỏ của Việt Nam ở Biển Đông là vì Việt Nam được coi là kẻ chiến thắng lớn nhất trong cuộc chiến tranh giành các đảo ở Biển Đông, với số đảo và bãi đá ngầm bị họ chiếm lên tới 29 cái, trong khi Trung Quốc thực sự chỉ kiểm soát 9 đảo. Bãi đá ở Nam Sa tức Trường Sa bao gồm cả đảo Ba Bình do chính quyền Đài Loan kiểm soát và điều kiện tự nhiên rất tồi tệ. Tờ China còn thường xuyên tặc rằng lý do Trung Quốc cần hết sức cảnh giác trước hành vi xây đảo của Việt Nam ở Trường Sa là vì Việt Nam có khả năng bị phương Tây lợi dụng và xúi giục, tiếp tục kích động và thách thức sự kiên nhẫn của Trung Quốc thông qua các hành vi tương tự, từ đó cung cấp đạn dược cho phương Tây, bao vây Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông. Việc truyền thông Trung Quốc tuyên truyền xuyên tạc vu cáo Việt Nam cho thấy họ đang lo lắng về tốc độ mở rộng đảo của Việt Nam. Họ lo lắng cũng phải, bởi vì thế giới không ai lên tiếng phản đối việc Việt Nam đang làm cả. Trong khi họ lại bị chỉ trích kịch liệt, hành động vừa ăn cắp vừa la làng này của Trung Quốc chỉ tăng thêm sự bất lực cho họ mà thôi. Và với Việt Nam, việc ta cứ làm không cần phải để ý đến những lời xuyên tạc này. Chúng ta phải tiếp tục bồi đắp và xây dựng các đảo để chống lại hành vi quân sự hóa và cưỡng ép của Trung Quốc ở Biển Đông. Chúng ta phải đảm bảo có thể duy trì quyền tiếp cận các bãi cạn và vùng biển mà Việt Nam tuyên bố chủ quyền. Trung Quốc chắc chắn sẽ chú tâm đến những nỗ lực đó và cho rằng chúng vi phạm tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông năm 2012, DOC. Nhưng việc Trung Quốc vi phạm trắng trợn hàng loạt thỏa thuận đó khiến tiếng nói của nước này không còn đáng tin cậy về vấn đề tranh chấp nữa. Việt Nam đã có một bài học rằng, nếu không xây dựng được các mô hình để giữ gìn các thực thể mà Việt Nam đang tuyên bố chủ quyền, thì điều này sẽ rất khó khăn. Và đây là thời điểm thuận lợi để Việt Nam có thể giữ được những thực thể mà Việt Nam đang kiểm soát. Ngoài ra, những ngư dân Việt Nam đi đánh bắt sẽ có những trạm để cứu hộ, cứu nạn trên biển. Hoạt động cải tạo đang diễn ra thể hiện một động thái lớn nhằm củng cố vị thế của Việt Nam ở quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Trung Quốc vẫn đang là con nháo ộp ở Biển Đông, nhưng như bao nhiêu năm tháng lịch sử đã chứng minh, Việt Nam luôn chứng tỏ rằng mình là một đối thủ không dễ bị bắt nạt. Các bạn thân mến, được xem là chìa khóa cốt lõi của chiến tranh hiện đại, máy bay không người lái hay UAV chính là bước đầu trong việc tự động hóa chiến tranh, đưa công nghệ hủy diệt lên một tầm cao mới. Những thiết bị này nhỏ gọn, cơ động, mạnh mẽ và đặc biệt là vô cùng rẻ, khiến chúng trở thành niềm tự hào cũng như cơn ác mộng của các cường quốc quân sự. Đó chính là UAV, vũ khí được xem là tương lai của chiến tranh hiện đại. Các quốc gia trên toàn thế giới, đặc biệt là những khu vực nóng, đều đã và đang phát triển mạnh mẽ loại vũ khí này. Việt Nam cũng không phải là ngoại lệ. Nếu như vài năm trước, UAV chỉ xuất hiện ở các triển lãm hoặc một số đơn vị, thì hiện nay UAV hay drone sắp tràn ngập trong trang bị của quân đội nhân dân Việt Nam ở mọi cấp độ. Mình dùng từ tràn ngập không phải là nói quá đâu, bởi từ đầu năm 2023 trở về trước, ở Việt Nam chỉ xuất hiện một số loại UAV nhập khẩu và một số mẫu nội địa để trang bị cho các đơn vị trinh sát, pháo binh hoặc dùng làm bia tập bắn cho phòng không. Nhưng sau khi cuộc chiến giữa Nga và Ukraine nổ ra, Việt Nam cũng như nhiều quốc gia khác đã phải thay đổi cách nhìn về khả năng chiến đấu của UAV. Từ drone đến UAV trinh sát, UAV tự sát, tất cả đã tiến vào trang bị của quân đội Việt Nam. Mới đây nhất,
trong bộ phim tài liệu Binh đoàn Hương Giang của kênh Quốc phòng Việt Nam. UAV và drone đã xuất hiện tràn ngập trong trang bị của quân đội Việt Nam. Thậm chí còn có nhiều loại được thiết kế độc và lạ mà không ai ngờ tới. Đặc biệt, trong bộ phim có một khoảnh khắc ghi lại hình ảnh UAV của Việt Nam được trang bị một khẩu AK bán gấp, đang nã đạn vào mục tiêu dưới đất. Đây là một thiết kế vô cùng độc đáo, chưa từng thấy từ trước đến nay. Thiết kế này đúng chuẩn câu nói độc lạ Bình Dương. Khi mà ở Ukraine, UAV chỉ thường mang theo đựu đạn để thả vào hệ thống hỏa lực của đối phương hoặc thả trực tiếp vào xe tăng để mà phá hủy xe từ bên trong. Nhưng việc cắn súng lên drone để khai hỏa thì thực sự là mình chưa bao giờ thấy. Chưa hết, hình ảnh UAV tự sát cũng đã xuất hiện trong chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính tới tập đoàn Viettel. Sự kiện này đã cho chúng ta thấy một loạt các khí tài mới từ tổ hợp tên lửa phòng thủ bờ biển hoàn chỉnh đến UAV tự sát, made in Vietnam. Loại vũ khí tự sát đang làm mưa làm gió trên các chiến trường. Các hình ảnh từ báo chí cũng lần đầu tiên cho thấy rõ nét bệ phóng và hộp bảo quản UAV cảm tử sắp được Việt Nam phát triển. Kiểu bệ phóng này sở hữu đặc tính rất cơ động. Nó có thể mang vác bằng sức người hoặc triển khai trên xe phóng hàng loạt. Đây chính xác là sự kế thừa và học hỏi tuyệt vời của Việt Nam từ xung đột Nga-Ukraine. Nhìn vào chiến trường Nga-Ukraine, các binh sĩ Nga đã sử dụng UAV một cách hiệu quả để tấn công vào các căn cứ của Ukraine tại nhiều địa điểm mang tính chiến lược. Họ đã nhiều lần tập kích vào thẳng các mục tiêu quan trọng, đem lại những lợi thế to lớn cho lực lượng của mình. Điều này đã chứng minh rõ tính hiệu quả của chiến thuật du kích kết hợp công nghệ hiện đại. Vì những ưu điểm vượt trội đó mà các quốc gia, trong đó có Việt Nam, đã và đang tích cực áp dụng công nghệ này vào quân đội của mình. Nó không chỉ giúp nâng cao khả năng chiến đấu, mà còn mở ra những chiến lược và phương thức tác chiến mới, giúp bảo vệ cũng như tăng cường an ninh quốc gia một cách hiệu quả hơn. Khi nói đến lĩnh vực phương tiện bay không người lái hay UAV, ngoài những ứng dụng đáng kinh ngạc trên bộ từ các cuộc xung đột quân sự gần đây ra, các mẫu UAV còn thể hiện được năng lực đáng giá trên biển. Nó không chỉ có khả năng tấn công chính xác giống như chúng ta mong muốn, UAV còn có thể trở thành cánh tay nối dài của các lực lượng thực thi pháp luật trong việc giám sát vùng biển rộng lớn theo thời gian thực. Điểm mấu chốt là UAV có chi phí vận hành thấp hơn nhiều so với trực thăng. Đặc biệt là nó có kích cỡ nhỏ và khả năng triển khai đơn giản, cho phép nhiều loại tàu tuần tra cỡ vừa có thể trang bị UAV để tăng cường khả năng giám sát chính xác nhất và kịp thời báo cáo các diễn biến của tình hình thực tế. Điều này đặc biệt quan trọng ở khu vực Biển Đông, nơi mà mỗi phút mỗi giây đều có thể chứng kiến các hành động ngang ngược của tàu bè Trung Quốc. Thấy được tình hình ngày càng leo thang căng thẳng, Cảnh sát biển Việt Nam, lực lượng nòng cốt trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo ở Biển Đông, đã thúc đẩy việc huấn luyện và trang bị phương tiện bay không người lái nhiều hơn. Cách đây không lâu, Cổng Thông tin Cảnh sát biển Việt Nam đã đăng tải một loạt hình ảnh về chuyến thăm kiểm tra của Thiếu tướng Lê Đình Cường, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Cảnh sát biển Việt Nam, tới sân bay Hoàn Lạc, nơi đang diễn ra hoạt động huấn luyện các phi hành đoàn cảnh sát biển điều khiển UAV. Theo bài báo, các học viên đã cơ bản nắm vững các bài bay, làm chủ trạng thái máy bay trên không, thực hiện tốt các bài bay tiếp đất, cất và hạ cánh, đồng thời tấn công chính xác mục tiêu giả định và thực hành triển khai thu hồi. Chiếc UAV được sử dụng tại buổi kiểm tra có tên là UUAV-LV-31. Thiếu tướng Lê Đình Cường đã biểu dương đơn vị phòng không không quân khi đã chủ động tham mưu đề xuất xây dựng kế hoạch và tổ chức huấn luyện UAV-LV-31 một cách bài bản và khoa học. Ông cũng đánh giá cao những kết quả huấn luyện thực hành bay UAV-V31 của tổ giáo viên cùng các đồng chí tham gia lớp huấn luyện. Mình đã cố gắng tìm hiểu về mẫu UAV-V31 này nhưng không có kết quả các bạn ạ. Liệu đây có phải là con bài úp dành cho Trung Quốc ở Biển Đông hay không? Rất may là nhìn từ đặc điểm của chiếc UAV, chúng ta có thể tạm xác định đây là phiên bản dành riêng cho quân sự dựa trên mẫu UAV-HRU-131. Một sản phẩm của Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ cao Hoàn Lạc HERA. Ngoài thương hiệu Viettel nổi tiếng trong việc phát triển các phương tiện bay không người lái, Việt Nam hiện còn có một số đơn vị khác như HERA hay Viện Kỹ thuật Phòng không Không quân. Rất nhiều sản phẩm của Viettel, HERA cũng như Viện Kỹ thuật Phòng không Không quân đã được Bộ Quốc phòng đặt hàng, mua và trang bị cho nhiều đơn vị trong toàn quân. Nhờ UAV mà việc trinh sát, giám sát mục tiêu biển đảo, phòng chống buôn lậu các chất kích thích, bảo vệ biên giới, khảo sát địa hình,
thu thập dữ liệu phục vụ công tác lập bản đồ địa hình khu vực sẽ trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Nhìn cái cách các chú bộ đội sử dụng UAV điêu luyện như vậy, chứng tỏ các chú cũng đã quen tay từ lâu lắm rồi. Không phải dự đoán nữa, mà chúng ta hoàn toàn có thể khẳng định rằng trong mấy năm nay, các mẫu UAV Việt Nam đã phủ sóng khắp Biển Đông. Chỉ có điều chúng ta ít nói về chúng mà thôi. So với trực thăng, UAV rẻ hơn nhiều về chi phí mua sắm và vận hành, trong khi tầm tác chiến có thể tương đương, thậm chí là thời gian bay còn lớn hơn. Dĩ nhiên, nếu nói UAV có thể thay thế trực thăng là chưa đúng, vì nếu xét trong vai trò cứu hộ cứu nạn trên biển, trực thăng vẫn là phương tiện giá trị cao về mặt tốc độ và thời gian. Thế nhưng, với ngân sách hiện tại của lực lượng ta, thì việc xây dựng một đội trực thăng riêng cho cảnh sát biển là chưa thể thực hiện được. Vì vậy, việc sử dụng UAV là một giải pháp rẻ và hiệu quả. Trong trường hợp cần thiết, không quân hoàn toàn có thể điều động các trực thăng K-28, K-32 hoặc binh đoàn 18 Bộ Quốc phòng có thể triển khai các trực thăng EC-155B1 cùng tham gia phối hợp tác chiến cùng cảnh sát biển. Thế nên là nếu Trung Quốc có bất kỳ động tĩnh nào dù nhỏ nhất trên Biển Đông thì cũng không thể qua mắt được Việt Nam chúng ta. Sau khi thông tin này được đăng tải, nhiều cư dân mạng Trung Quốc đã để lại nhiều bình luận. Họ không chỉ bày tỏ sự ngạc nhiên mà còn có phần ghen tị khi Việt Nam chúng ta sở hữu nhiều UAV hiện đại. Vậy cụ thể họ đã nói những gì? Cùng mình tìm hiểu ngay bây giờ nhé! Không thể tin được, Việt Nam cũng có UAV ư? Họ mua của chúng ta đúng không? Họ giàu vậy à? Hay lại đi mua nợ? Khoan khoan, người Việt Nam thông minh vậy, ngoài sức tưởng tượng của tôi, UAV sẽ giúp Việt Nam trong vấn đề Biển Đông. Chúng ta cần điều thêm nhiều UAV từ đó hơn họ. Việt Nam có bao nhiêu UAV? Còn chúng tôi, nếu thích, chúng tôi có thể dàn kín Biển Đông bằng UAV. Philippines hay Đài Loan cũng phải cẩn thận đó nhé. UAV Việt Nam, nhưng linh kiện bên trong nó là của chúng tôi à? Ha ha! Việt Nam làm gì sản xuất được linh kiện của các thiết bị hiện đại như vậy? Họ chưa đủ tầm. UAV lỗi thời hơn của Trung Quốc. Nhìn cái thiết kế xem, thật buồn cười. Họ đi sau chúng ta chắc phải mấy chục năm cơ mà. Chắc họ lấy bản thiết kế của chúng ta rồi cũng nên. Tôi không nghĩ Việt Nam có thể triển khai nhiều UAV ngoài biển bởi họ có rất ít người điều khiển được UAV. Không như Trung Quốc, ai ai cũng biết dùng. Việc Việt Nam trang bị UAV hiện đại khiến chúng ta không thể xem nhẹ. Họ đang nâng cao khả năng phòng thủ và kiểm soát Biển Đông đấy. Đây là một thách thức lớn đối với Trung Quốc và chúng ta cần có chiến lược đối phó kịp thời. Việt Nam triển khai UAV trên Biển Đông, tôi chỉ biết điều này chắc chắn sẽ làm gia tăng căng thẳng trong khu vực. Chúng ta cần phải cảnh giác và chuẩn bị đối phó với các tình huống bất ngờ thôi. UAV của Việt Nam có phạm vi hoạt động hạn chế và không thể bao phủ hết toàn bộ khu vực Biển Đông. Chúng không thể so sánh với UAV của Trung Quốc về khả năng giám sát và tấn công được. Yên tâm đi. UAV của Việt Nam có độ chính xác thấp trong việc giám sát và tấn công mục tiêu. Chúng không thể đạt được độ chính xác cao như UAV của Trung Quốc. Các bạn có cần chúng tôi cung cấp giáo trình không? Việt Nam chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc sử dụng UAV cho mục đích quân sự. Họ có thể gặp nhiều khó khăn trong việc vận hành và bảo dưỡng thiết bị này. UAV của họ sẽ không thể đạt được hiệu quả như mong muốn. UAV của Việt Nam sẽ nhanh chóng bị phát hiện và theo dõi bởi các hệ thống phòng không hiện đại của Trung Quốc mà thôi. Chúng không thể gây ra thiệt hại lớn đối với các mục tiêu của chúng ta. Chúng chỉ là những thiết bị nhỏ bé, không đáng để bận tâm. Vâng, đó là một số bình luận của những anh hùng bàn phím Trung Quốc các bạn ạ. Trong suy nghĩ của họ, Việt Nam là một nước nhỏ và không có khả năng áp dụng công nghệ hiện đại. Điều này hoàn toàn sai, bởi Việt Nam cũng có những mẫu UAV khiến cho cả thế giới phải trầm trồ, thậm chí là thèm thuồng mong muốn có được. Ví dụ như chiếc máy bay không người lái của Việt Nam mang tên Hera vừa có một màn trình diễn đầy ấn tượng trong chuyến bay thực chứng cứu hộ cứu nạn trên bầu trời Bavaria, Đức. Sự kiện này đã thu hút sự chú ý và thán phục từ các đại diện công ty công nghệ và giới chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực nghiên cứu, ứng dụng, kinh doanh công nghệ drone. Chuyến bay đã diễn ra với sự hợp tác giữa công ty Real-Time Robotics, RTR, nhà chế tạo drone Hera, và công ty Project, một tên tuổi lớn của Israel, về phần mềm định vị và phân tích video thông minh. Đặc biệt, Project đã tài trợ toàn bộ chi phí cho chuyến bay này. Sự kiện còn có sự góp mặt của các ông lớn và chuyên gia từ những công ty công nghệ danh tiếng như Airbus Defense and Space, Skyros AG, NetScorter Innovation, Quantum Systems và Ascentis. Các chuyên gia đã ca ngợi điểm độc đáo của Hera, đó là thiết kế nhỏ gọn vừa vặn để mang trong ba lô cá nhân.
nhưng lại có khả năng nâng tải trọng lên đến 15kg và mang cùng lúc 4 thiết bị. Khi kết hợp với phần mềm Project của Israel, Hera có thể tự động dò tìm và định vị chính xác người trong các địa hình khác nhau. Chuyến bay đã chứng minh rằng các thông số và tính năng của Hera Made in Vietnam không chỉ đạt được trong điều kiện lý tưởng của phòng thí nghiệm mà còn có tác dụng tuyệt vời ngoài thực tế khắc nghiệt. Hera giống như người Việt, thực sự nói được, làm được. Điều này rất quan trọng vì đa số drone trên thế giới thường chỉ đạt được các thông số lý thuyết trong môi trường lý tưởng. Chuyến bay này mang tên Carry a Sparrow, Fly an Eagle, mang chim sẻ, bay đại bàng. Hàm ý rằng dù kích thước nhỏ gọn như chim sẻ, Hera vẫn có thể làm việc hiệu quả như đại bàng. Người điều khiển drone trong chuyến bay này là Eden Tesler, cựu phi công lái máy bay F-16 trong quân đội Israel và cũng là đối tác của RTR trong việc giới thiệu và phân phối Hera vào Israel và EU. Chuyến bay thành công của Hera không chỉ khẳng định khả năng công nghệ của Việt Nam mà còn mở ra nhiều triển vọng hợp tác quốc tế trong tương lai. Nghe xong, quả thật rất tự hào phải không các bạn? Sự xuất hiện của UAV Made in Vietnam trên Biển Đông không chỉ là bước tiến lớn trong công nghệ quân sự của Việt Nam, mà còn là tín hiệu mạnh mẽ về quyết tâm bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia. Trung Quốc có thể lên tiếng, nhưng rõ ràng rằng sự hiện diện của UAV Việt Nam trên vùng biển thuộc chủ quyền của chúng ta sẽ tạo nên một lớp phòng vệ vững chắc, đảm bảo an ninh và hòa bình trong khu vực. Việt Nam bằng sự tự lực và sáng tạo đã chứng minh rằng mình không chỉ là một quốc gia biết học hỏi mà còn là một người tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ hiện đại và thực tiễn. UAV không chỉ giúp nâng cao khả năng giám sát và phòng thủ mà còn là biểu tượng cho sự tiến bộ và tinh thần không ngừng vươn lên của người Việt. Những thiết bị bay không người lái này sẽ không chỉ là công cụ bảo vệ lãnh thổ mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ rằng Việt Nam luôn sẵn sàng đối mặt và vượt qua mọi thách thức để giữ vững chủ quyền. Không phải pháo to cũng chẳng súng lớn. Chúng không mang cho mình sức mạnh hủy diệt chết chóc trên chiến trường. Vậy nhưng, chúng lại mang cho mình sức mạnh của hàng trăm quả tên lửa không thể bị đánh chặn. Đó là những gì được người ta dùng để ám chỉ những phương tiện tác chiến điện tử. Một cuộc chiến tranh tàng hình, thế nhưng khốc liệt đã chiếu khóa cho mọi thế bế tắc trên chiến trường. Việt Nam chính là nơi đã hoàn thiện và định hình nên bộ mặt của tác chiến điện tử và chống tác chiến điện tử như ngày hôm nay. Vậy thì chính bản thân chúng ta đã đi tới đâu trong việc phát triển đơn vị tác chiến điện tử cho riêng mình? Hãy cùng tìm hiểu qua video hôm nay nhé! Ngày 26 tháng 2 năm 1935, người đàn ông này đã thay đổi toàn bộ mặt chiến tranh của nhân loại và định hình nó cho đến tận ngày hôm nay. Ông là Robert Watson Watt, cha đẻ của radar hoàn chỉnh đầu tiên trong lịch sử, người đã mở ra kỷ nguyên của chiến tranh tàng hình. Khi giờ đây, việc tiêu diệt những thiết bị dẫn đường và phát hiện mục tiêu của kẻ thù được xem là còn quan trọng hơn tiêu diệt những phương tiện đang đối đầu trực tiếp. Học thuyết quân sự hiện đại của Mỹ cho rằng, trong chiến tranh, ai là người khống chế được việc sử dụng phổ điện tử thì sẽ là người chiến thắng. Lịch sử chứng minh rằng chiếm ưu thế trong tác chiến điện tử sẽ dẫn tới thắng lợi trong các hoạt động quân sự. Trong thời đại hiện nay, khi công nghệ điện tử, thông tin, vật liệu mới đang phát triển như vũ bão và trở thành yếu tố quyết định trong các hoạt động quân sự, thì tác chiến điện tử đã trở thành nhân tố sống còn của chiến tranh. Tác chiến điện tử là phương tiện nâng bậc sức mạnh và là một trong ba nhân tố then chốt của chiến tranh công nghệ cao, đài bao hàm cả tấn công và phòng thủ. Vì thế, các quốc gia cần phải đầu tư ngay từ thời bình và luôn phải sẵn sàng. Những phương thức tác chiến điện tử đầu tiên đã được sử dụng vào khoảng thời gian cuối Thế chiến thứ hai, khi quân đồng minh đã dùng các sợi dây bạc để gây nhiễu radar của quân đội Đức. Vậy nhưng, mọi thứ ở thời điểm đó thì vẫn còn rất sơ khai. Chỉ khi chiến tranh Việt Nam diễn ra, cụ thể là chiến dịch Sấm Rền từ 1965 đến 1968 bắt đầu, thì tác chiến điện tử mới được hoàn thiện về đủ mọi phương pháp từ chính xác, chế áp đối phương. Và đỉnh cao nhất phải kể tới chiến dịch Lightbaker 2 với con quái vật B-52. Các thiết bị chế áp điện tử được gắn trên nó có giá tới 4,6 triệu đô, ngang với giá của một chiếc F-4. Nhắc đến máy bay B-52 hay Lightbaker 2 thì không thể không nhắc đến chiến công của bộ đội tên lửa Việt Nam. Đó sẽ mãi là trang sử hào hùng, đầy tự hào và niềm kiêu hãnh của toàn dân tộc, là bản anh hùng ca bất diệt của quân đội nhân dân Việt Nam. Các đơn vị tác chiến điện tử của Việt Nam đã dùng nhiều phương thức để phát hiện và đánh bại hệ thống tác chiến điện tử phức tạp và hiện đại nhất thời điểm đó.
Vậy nhưng, tầm ảnh hưởng của chiến tranh Việt Nam thì lại chưa dừng lại ở đó. Cuộc chiến này đã để lại rất nhiều bài học cho các cường quốc trong việc phát triển lực lượng sau này. Đã gần 50 năm sau ngày chiến tranh Việt Nam kết thúc, những bài học của nó vẫn được áp dụng và hiện diện ngay trong hiện tại. Với tác chiến điện tử thì cũng không phải ngoại lệ. Tác chiến điện tử hiện nay được chia thành 3 thành phần. Đó là trinh sát điện tử. Loại hình trinh sát quân sự dùng phương tiện điện tử được tiến hành từ mặt đất, trên không, trên vũ trụ, trên và dưới mặt nước. Thứ hai là bảo vệ điện tử, gồm toàn bộ các hoạt động làm cho các phương tiện điện tử làm việc an toàn, ổn định, chống đối phương gây nhiễu và đánh phá, chống tự nhiễu lẫn nhau của các phương tiện điện tử. Thứ ba là chế áp điện tử, là toàn bộ các biện pháp và hoạt động làm tê liệt hoặc hạn chế hiệu quả sử dụng của các phương tiện điện tử đối phương, gồm có hai loại là chế áp cứng và chế áp mềm. Chế áp cứng là sử dụng các hành động nhằm cản trở, gây khó khăn hay tiến hành phá hủy một phần hoặc hoàn toàn phương tiện điện tử của đối phương bằng hỏa lực, ví dụ như tên lửa chống bức xạ, pháo, hoặc cho quân đội đột nhập, phá hủy. Thứ hai là chế áp mềm, đó là sử dụng năng lượng điện từ trường được phát xạ, phản xạ hoặc sao chép lại nhằm đánh lừa điện tử để ngăn cản, gây khó khăn hoặc loại trừ, làm giảm hiệu quả hoạt động của các phương tiện điện tử đối phương, ví dụ như gây nhiễu hoặc tạo ra mục tiêu giả. Về cơ bản thì hồi chiến tranh Việt Nam thế nào, giờ nó vẫn vậy. Chỉ khác là mọi thứ mạnh lên, tên lửa thì bay nhanh hơn, phương tiện áp chế thì mạnh hơn và cơ động hơn. Với Việt Nam trước đây, các đơn vị tác chiến điện tử chỉ được xem là một phần của bộ đội tên lửa. Vậy nhưng theo thời gian và xu hướng phát triển, những đơn vị này đã được tách riêng. Ngày 30 tháng 4 năm 1992, Cục Tác chiến điện tử được thành lập với quy mô là 2.000 người, được chia thành 4 lữ đoàn, 4 tiểu đoàn và 2 trung tâm. Thực tế cho đến nay, lực lượng này vẫn đang được bao phủ bởi một lớp xương khá bí ẩn, với rất ít thông tin được tiết lộ. Trang bị của Cục Tác chiến điện tử cũng rất ít khi được công khai trên báo đài. Hầu như những gì mà chúng ta thấy được chỉ là thông qua triển lãm quân sự hàng năm. Tuy nhiên, qua những thông tin ít ỏi đó, chúng ta cũng phần nào thấy được đây là một đơn vị thuộc vào hàng hiện đại. Và cũng giống như lực lượng radar trước đó, Việt Nam đang tiến hành nội địa hóa các trang thiết bị để tiến đến 100% Made in Vietnam. Hiện nay, theo những gì được công bố, trang bị của Cục Tác chiến điện tử đến từ 3 nguồn: phương Tây, từ Nga và hàng nội địa. Nếu xét về tên đã công bố thì có rất nhiều, thế nhưng toàn là mã số, chỉ có một số là loại nhập khẩu được công bố đầy đủ thông số kỹ thuật. Trong triển lãm quân sự tại Thái Nguyên vào năm 2019, Việt Nam đã công bố hệ thống IRIS mừng nhành 5M8 và 20C đến từ Đức. Tuy nhiên, chỉ có loại AGRS mừng nhành được công bố thông số kỹ thuật. IGRS Mogam được tập đoàn Pellat của Đức giới thiệu vào năm 2010. Hiện chưa rõ Việt Nam nhập khẩu hệ thống này từ bao giờ, chỉ biết là khi công bố, nó đã được tích hợp lên khung gầm xe Kamaz của Nga. Điều này chứng tỏ rằng hệ thống này đã được nghiên cứu, độ chế hoàn chỉnh trước khi được công bố ra công chúng. Hầu hết chúng ta thích những thứ có thể khạc ra lửa, nhìn rất ấn tượng, nên có thể cho rằng những thiết bị này khá nhạt nhẽo. Thế nhưng, sức mạnh của tổ hợp này còn lớn hơn cả một đơn vị xe tăng. Tất nhiên, vai trò của nó không phải là bắn phá, mà là nhắm vào các hệ thống liên lạc của đối phương. Những yếu tố có thể ảnh hưởng tới cục diện của chiến trường và quyết định thế ngã ngũ của cả một cuộc chiến. IRIS mừng nhành được thiết kế để trinh sát, định hướng, định vị và gây nhiễu các đường thông tin liên lạc vô tuyến của đối phương. Tất nhiên, một hệ thống không chỉ có một xe. Thành phần của IRIS mừng nhành gồm có 10 trạm, với một trạm điều khiển, 3 trạm HF, 3 trạm VHF và 3 trạm UHF. Tất cả đều được đặt trên khung gầm của xe Kamaz, giúp chúng có sức cơ động cao, tránh né các phương tiện trinh sát của đối phương. Điều đặc biệt là tất cả các trạm này đều có thể tác chiến độc lập hoặc kết nối với hệ thống chung. Có nghĩa là các thành phần này có thể được đặt cách nhau hàng km mà vẫn hoạt động bình thường, tránh bị đối phương tiêu diệt cả cụm, hoặc khi có một trạm bị tiêu diệt thì cũng không ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống. Đây có vẻ như là một trong những tiêu chí chọn hàng đầu của Việt Nam, khi rất nhiều hệ thống của Việt Nam đặt mua đều có tính năng này. Ví dụ như hệ thống phòng không Spider của Israel, các xe phóng tên lửa có thể đặt cách xe chỉ huy từ 250 đến 10.000 mét, cho phép nó có khả năng khống chế và phát hiện từ sớm các mục tiêu, đồng thời giảm thiểu thương vong nếu bị phát hiện.
Hệ thống tiếp theo được công bố là SPN-30 của Nga. Các tổ hợp SPN-30 của Việt Nam sử dụng khung gầm Uran-375D, gồm một xe chỉ huy, một xe mang đài Athena và một xe cấp điện nguồn. Hệ thống này có thể theo dõi mục tiêu ở cự ly từ 250 km đến 400 km, trong đó phạm vi gây nhiễu hiệu quả từ 60 km đến 150 km. Về khả năng của SPN-30, tổ hợp này có thể gây nhiễu hoặc làm gián đoạn các thiết bị do thám và quan sát của đối phương trong một khu vực nhất định, như là vệ tinh do thám, hệ thống radar điều khiển hỏa lực cho tổ hợp phòng không, cũng như hệ thống dẫn đường và radar điều khiển bay ở độ cao thấp. Hệ thống này được Nga đưa sang để thực chiến với nhiệm vụ làm gián đoạn các hệ thống trinh sát của đối phương, bảo vệ các cuộc không kích của không quân Nga và phe FSA do Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn. Đó là một số thông tin ít ỏi về các tổ hợp tác chiến điện tử được nhập khẩu. Thực ra, có lẽ còn rất nhiều loại nữa, nhưng chỉ có tên và mã số, chứ không có thông tin chi tiết. Còn về sản phẩm nội địa của Việt Nam, từ năm 2010 đến 2021, cán bộ và nhân viên của đơn vị đã nghiên cứu, sản xuất và nhập kho hơn 300 chủng loại vật tư kỹ thuật của ngành. Cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu về đảm bảo kỹ thuật cho trang bị trong tác chiến điện tử, tiết kiệm đáng kể kinh phí sửa chữa, mê, phục hồi và đưa vào sử dụng hầu hết các chủng loại khí tài tác chiến điện tử thế hệ cũ. Từng bước làm chủ khả năng khắc phục hỏng hóc và sửa chữa trang thiết bị khí tài tác chiến điện tử thế hệ mới. Với tư duy đi tắt đón đầu và sử dụng các công nghệ mới nhất, Tổng Công ty Công nghệ cao Viettel đã lựa chọn nền tảng công nghệ SDR mới nhất cho các sản phẩm quân sự công nghệ cao của mình. Các thiết bị của Viettel trải rộng từ trinh sát đến bảo vệ, chế áp điện tử, đưa vào trang bị hệ thống trinh sát vô tuyến điện tử VSI-3 với dải tần số từ 20 MHz đến 3 GHz, công nghệ TDOA tương đương với hệ thống trinh sát Blackbird 350 của hãng TCI của Mỹ. Viettel đã thử nghiệm thành công tại đơn vị hệ thống giám sát phổ dải rộng VSM-1S với dải tần số từ 1,5 MHz đến 6 GHz, cũng như hệ thống trinh sát điện tử thông minh với dải tần số từ 50 MHz đến 18 GHz. Băng thông tức thời là 500 MHz, công nghệ TDOA tương đương với hệ thống Vera NG nổi tiếng của hãng ERA Cộng hòa Séc. Đó là hệ thống quy mô lớn. Hiện nay, UAV đang được xem là một trong những bộ mặt của chiến tranh hiện đại. Đương nhiên, quá trình khắc chế chúng cũng đang được phát triển. Với tần suất sử dụng UAV lên tới hàng nghìn chiếc mỗi ngày, như ở Ukraine chẳng hạn, các vũ khí chống UAV cầm tay, trang bị cá nhân cho bộ binh cũng đang được phát triển. Đặc điểm của các loại vũ khí này là phải nhỏ gọn, cơ động, rẻ tiền và dễ sử dụng. Cần lưu ý rằng, phần lớn các loại UAV hiện nay được điều khiển bằng con người ở mặt đất, với bộ điều khiển cầm tay hoặc trạm điều khiển cỡ lớn đặt cố định. Nếu UAV bay vượt quá tầm của tín hiệu điều khiển, nó sẽ rơi xuống, hoặc trong trường hợp bị chế áp điện tử, các phương tiện này sẽ mất điều khiển và rơi hoặc bay treo cho tới khi hết pin. Để những người lính không trở thành nạn nhân của UAV cỡ nhỏ, quân đội của các nước đã đưa vào trang bị súng chống UAV cầm tay. Súng chống UAV là một thiết bị cầm tay tương đối nhỏ, phát ra tín hiệu làm xáo trộn tín hiệu điều hướng và chỉ huy của máy bay không người lái, thường buộc UAV bị nhắm mục tiêu phải hạ cánh khẩn cấp. Vũ khí này về cơ bản giống như súng trường, nhưng thay vì bắn đạn, nó phóng các xung điện tử. Loại súng này yêu cầu người sử dụng phải có tầm nhìn tới mục tiêu. Chắc hẳn nếu bạn dùng TikTok hay Facebook, sẽ không khó để thấy các lực lượng chức năng sử dụng loại vũ khí này để vô hiệu hóa UAV, khiến chúng bay treo và người điều khiển mất quyền kiểm soát. Ví dụ như loại CA-18GL, được Học viện Kỹ thuật Quân sự nghiên cứu, chế tạo, được thử nghiệm và đưa vào trang bị năm 2021. Điểm nổi bật của thiết bị chế áp Flycam CA-18GL so với sản phẩm cùng loại của nước ngoài là tính năng giả lập vùng cấm bay nhân tạo bằng cách giả tín hiệu GPS nhằm đánh lừa thiết bị định vị và dẫn đường trên Flycam. Với tính năng này, thiết bị chế áp Flycam CA-18GL có thể tạo ra một vùng cấm bay nhân tạo để bảo vệ các mục tiêu. Bên cạnh đó, nhóm nghiên cứu đã ứng dụng công nghệ vô tuyến cấu hình mềm, có thể cập nhật và thay đổi bằng phần mềm của hệ thống. Vì vậy, việc làm chủ công nghệ và mã nguồn của thiết bị chế áp Flycam CA-18GL sẽ được cập nhật liên tục để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ mới, hoặc khi công nghệ sản xuất Flycam có thay đổi. Tuy nhiên, đây chỉ là trang bị cá nhân. Trong trường hợp muốn phong tỏa cả một khu vực rộng lớn, cần bảo vệ các tòa nhà hay những khu căn cứ, chúng ta cần một thiết bị lớn hơn, và đó là động lực để cho ra đời GN-481. GN-481 được thiết kế để chế áp điện tử,
gây nhiễu các máy thu vô tuyến điện. Chúng có khả năng gây nhiễu hệ thống định vị vệ tinh, sóng di động 2G, 3G hay 4G và có thể gây nhiễu sóng Wi-Fi. Khí tài này có kích thước nhỏ, chỉ nặng 25kg, nên có thể bố trí trên nhiều tòa nhà và mục tiêu cần bảo vệ. Đây là những thông tin công khai về một số khí tài được quân đội ta cho phép công khai. Vẫn còn rất nhiều thiết bị khác, nhưng tên và thông số khó tìm ra. Bởi các nhà sản xuất thường chỉ công bố thông tin rất sơ sài hoặc không công khai gì về chúng, nhằm bảo đảm sự bí mật từ A đến Z cho cả khách hàng mua các tổ hợp này. Nhìn chung, dựa vào những gì đã công khai, Cục Tác chiến Điện tử của Việt Nam được trang bị khá hiện đại, đáp ứng được một phần của chiến tranh điện tử hiện nay, từ trinh sát, bảo vệ cho tới cả tấn công. Tại sao lại nói là một phần? Bởi vì như các bạn đã thấy, thiết bị mà Việt Nam có và đang chế tạo hầu hết là chế áp mềm, tức là gây nhiễu và đánh lửa. Trong khi đó, khả năng chế áp cứng của Việt Nam vẫn còn khá hạn chế. Ở đây, tôi không nói đến việc sử dụng đặc công phá hoại hay dập pháo, mà là tên lửa chống bức xạ. Với việc này, chúng ta cần phải quay về những năm 1980 của thế kỷ trước. Sau cuộc chiến tranh biên giới Việt-Trung năm 1979, Liên Xô đã từng trang bị cho Việt Nam một loạt các khí tài vũ khí thuộc hàng hiện đại số MAT vào thời đó. Một trong số đó phải kể tới tên lửa chống bức xạ KH-28A. Vào thời điểm đó, đây quả thực là một ưu tiên lớn dành cho riêng Việt Nam. Vì KH-28A chỉ mới được quân đội Liên Xô đưa vào sản xuất hàng loạt từ năm 1973, và ngay cả các đồng minh thân cận của họ ở Đông Âu vẫn chưa có, loại tên lửa này được lắp trên cường kích Su-22 với tầm bắn lên tới 120km, mang theo đầu đạn 120kg, tốc độ Mach 3, tức là gấp 3 lần vận tốc âm thanh. Cơ chế hoạt động của nó tương tự như các loại tên lửa chống bức xạ ngày nay của cả Mỹ hay Nga. Mặc dù KH-28A có ưu điểm là bay nhanh và tầm bắn xa, thế nhưng nó cũng có khuyết điểm là khá phức tạp và khó khăn trong bảo quản với động cơ nhiên liệu lỏng. Do đó về sau, nó đã bị thay thế bởi loại tên lửa dùng động cơ nhiên liệu rắn, đơn giản và hiệu quả hơn. Đó là KH-58A. Vì vậy, KH-28A đã bị loại biên khỏi nhòi biên chế quân đội Nga từ những năm 1990. Cho bạn nào hỏi rằng, tại sao với chỉ một radar mà cần phải đầu đạn 120kg, trong khi các loại của Mỹ và sau này đầu đạn thường chỉ có mấy chục kg, thì lý do là KH-28A còn được thiết kế với một vai trò nữa, đó là tấn công các tàu mặt nước, vẫn với cơ chế đó. Nhưng để tấn công các tàu chiến, vì chúng cũng cần radar để hoạt động. Với đầu đạn 120kg, KH-28A có đủ sức mạnh để gây thiệt hại nặng cho một chiến hạm khoảng vài ngàn tấn, thậm chí là đánh chìm luôn. Để bạn dễ hình dung, tên lửa Neptune, tức là KH-35, phiên bản Ukraine được sử dụng để đánh chìm chiến hạm Moskva cũng chỉ có đầu đạn nặng 140kg. Chỉ cần hai quả là có thể tiễn chiếc xoáy hạm Moskva nặng tới 11.500 tấn đi uống trà với Long Vương. Vì vậy, với đầu đạn 120kg nhỏ hơn một chút, KH-28A cũng đủ khả năng để thổi tung cả tháp chỉ huy của con tàu này. Dù không thể đánh chìm ngay lập tức, nhưng cũng đủ khả năng để biến cả chiếc chiến hạm thành một cái biên nổi. Số lượng KH-28A mà Việt Nam trang bị hiện nay vẫn chưa được xác định, do cả Việt Nam, Liên Xô và sau này là Nga đều giữ kín bí mật. Đây là loại tên lửa chống bức xạ duy nhất mà Việt Nam có hiện nay. Chưa kể, Việt Nam đã bắt đầu lên kế hoạch cho Su-22 nghỉ hưu dần. Số KH-28 vẫn được thiết kế để phóng trên Su-22, Su-24 và Tu-22. Nếu Su-22 nghỉ hưu hết thì số KH-28 này cũng chỉ có cách lưu kho mà thôi. Thực ra còn một phương thức tác chiến từ nữa, nhưng số nước làm được chỉ đếm trên đầu ngón tay, đó là vệ tinh trinh sát điện tử, hay còn được gọi là vệ tinh gián điệp. Theo một số thông tin đồn đại, vệ tinh trinh sát của Mỹ có khả năng soi rõ từng đường dây cao áp ở Bắc Kinh. Mặc dù chỉ là tin đồn, không biết thật giả bao nhiêu phần trăm, nhưng nó cũng cho thấy tác chiến điện tử của Mỹ đẳng cấp thế nào. Thực ra, chỉ có Mỹ, Nga, Trung Quốc, Triều Tiên và Ấn Độ mới có thể phát triển lên tới tầm đó. Còn lại, đa phần các quốc gia trên thế giới cũng ở tình trạng như Việt Nam mà thôi. Trên đây là video về các đơn vị tác chiến điện tử của Việt Nam. Như mình đã nói, lực lượng này vẫn còn đang bị bao phủ bởi một màn sương khá bí ẩn. Những gì mà chúng ta thấy chỉ là qua các triển lãm quân sự hàng năm được tổ chức và một số mẫu tin ngắn, bởi vì quốc phòng luôn là bí mật. Các bạn thân mến, đáp lời mời của Thủ tướng Quốc vụ Viện nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Lý Cường và nhà sáng lập kiêm chủ tịch điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới WEF Klaus Schwab,
Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến tham dự hội nghị thường niên các nhà tiên phong lần thứ 15 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới WEF tại Đại Liên 2024 và làm việc tại Trung Quốc từ ngày 24 đến ngày 27 tháng 6 năm 2024. Được biết, hội nghị BF Đại Liên 2024 thu hút sự tham gia đông đảo của hơn 1.700 đại biểu đến từ 80 quốc gia, tổ chức quốc tế, học giả, các tập đoàn đa quốc gia và các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thuộc WEF với chủ đề Những chân trời tăng trưởng mới. Hội nghị năm nay thảo luận một trong những mối quan tâm hàng đầu của các chính phủ, các tổ chức quốc tế và cộng đồng doanh nghiệp, đó là vượt qua những giới hạn để tăng trưởng, tìm kiếm những con đường mô hình tăng trưởng mới và tận dụng những tiềm năng lẫn cơ hội phát triển mới trong bối cảnh kinh tế thế giới đang trải qua những chuyển biến sâu sắc. Tại hội nghị lần này, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có bài phát biểu đặc biệt trong phiên khai mạc toàn thể. Nhân cơ hội đó, ông đã mạnh mẽ khẳng định đường lối phát triển và chính sách đối ngoại nhất quán của Việt Nam, đồng thời khẳng định vị thế quốc tế không phải dạng vừa của nước nhà trước Trung Quốc, để nhắc nhở Hoa Lục không nên làm càng. Vậy cụ thể hơn, Thủ tướng đã tuyên bố những gì trong bài phát biểu của mình? Mời các bạn cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây. Và đừng quên nhấn nút like, share, subscribe để ủng hộ cho kênh Hiểu Biết Hơn mỗi ngày bạn nhé. Vâng, vẫn như thường lệ, bài phát biểu của Thủ tướng Phạm Minh Chính được mở đầu bằng những câu chào lịch sự đúng phép tắc xã giao. Sau đó, Thủ tướng đã nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề bằng cách tóm tắt lại tình hình thế giới hiện giờ. Đó là một thế giới nhìn tổng thể thì hòa bình, nhưng nhìn cục bộ lại có chiến tranh. Nhìn tổng thể thì hòa hoãn, ổn định, nhưng nhìn cục bộ thì lại có căng thẳng xung đột. Và mặc dù nền kinh tế thế giới có nhiều thời cơ thuận lợi để phát triển, nhưng nó cũng có nhiều khó khăn thách thức trước những cuộc chiến tranh và sự phân cực trên toàn cầu. Vì vậy, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thay mặt Việt Nam đề nghị BF, các đối tác và cộng đồng doanh nghiệp tăng cường hơn nữa sự tư vấn, chia sẻ, hỗ trợ và thúc đẩy hợp tác công tư, phát huy vai trò của những nhà tiên phong trong quá trình dẫn dắt và định hướng sự phát triển trên toàn cầu. Trong đó, các nước phát triển, các đối tác, doanh nghiệp, doanh nhân cần giúp đỡ hỗ trợ hợp tác với các nước đang phát triển và các nước nghèo trong mọi lĩnh vực. Nhất là trong các lĩnh vực sau đây, xây dựng hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia, giúp đỡ hỗ trợ nguồn lực, tập trung phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược, gồm hạ tầng giao thông, hạ tầng số, ứng phó với biến đổi khí hậu, hạ tầng xã hội, hạ tầng y tế, giáo dục, chuyển giao công nghệ tiên tiến và ưu tiên cho đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao. Đặc biệt, Việt Nam đề nghị tăng cường hợp tác quốc tế trong xây dựng, hoạch định và thực thi chính sách trên phạm vi khu vực và toàn cầu. Từ đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nêu bật vị trí và vai trò của Trung Quốc là một trong ít quốc gia giữ vai trò dẫn dắt với nền kinh tế có quy mô lớn thứ hai trên thế giới, qua đó thể hiện niềm tin mãnh liệt rằng Trung Quốc sẽ tiếp tục phát huy vai trò quan trọng trong nền kinh tế toàn cầu, đồng thời mong muốn Trung Quốc tiếp tục cùng cộng đồng quốc tế thúc đẩy mạnh mẽ chủ nghĩa đa phương, tăng cường đoàn kết, hợp tác quốc tế, giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định, phát triển thịnh vượng ở khu vực và trên thế giới. Ngày qua, hẳn nhiều người sẽ lầm tưởng rằng Thủ tướng Phạm Minh Chính đang tâng bốc Trung Quốc quá đà để lấy lòng nước lớn. Nhưng lắng nghe tiếp những lời phát biểu sau đây của ông, chúng ta sẽ hiểu được mụ ý thâm sâu mà nhà lãnh đạo này muốn nhắn nhủ đến nước bạn lạ láng giềng. Từ một nước bị tàn phá sau chiến tranh và đối mặt với 30 năm bị bao vây cấm vận trong thế kỷ 20, Việt Nam đã trở thành một nước có thu nhập trung bình, nằm trong nhóm 40 nền kinh tế lớn nhất và nhóm 20 đối tác thương mại đầu tư hàng đầu thế giới, với 16 hiệp định thương mại tự do FTA và mối quan hệ ngoại giao với 193 quốc gia trên toàn cầu. Năm 2023, quy mô nền kinh tế Việt Nam đạt 430 tỷ đô la, GDP bình quân đầu người đạt 4.300 đô la, thu hút đầu tư nước ngoài đạt mức cao kỷ lục 36,6 tỷ đô la. Năm 2024, kinh tế quý 1 tăng trưởng 5,66%, quý 2 dự kiến đạt kết quả cao hơn với xu hướng tích cực hơn trong nửa cuối năm này. Hiện tại, Việt Nam được cộng đồng quốc tế coi là hình mẫu trong hàn gắn, khôi phục vết thương chiến tranh, gác lại quá khứ, tôn trọng sự khác biệt, coi trọng hợp tác, hướng tới tương lai, biến thù thành bạn, thực hiện thành công các mục tiêu thiên niên kỷ của Liên Hợp Quốc. Những thành tựu đạt được khẳng định sự đúng đắn của chủ trương,
quan điểm phát triển của Việt Nam với ba nền tảng lớn là xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Trên cơ sở đó, Việt Nam nhất quán thực hiện 6 chính sách trọng tâm là chính sách đối ngoại độc lập tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, là bạn, là đối tác tin cậy, thành viên tích cực và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế vì mục tiêu hòa bình, hợp tác phát triển ở khu vực và trên thế giới. Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, thế trận lòng dân vững chắc và thực hiện chính sách quốc phòng 4. Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng nền kinh tế độc lập tự cường, tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả. Bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội, an sinh xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau. Xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, lấy văn hóa là sức mạnh nội sinh với phương châm văn hóa soi đường cho quốc dân đi. Văn hóa còn thì dân tộc còn, văn hóa mất thì dân tộc mất, văn hóa có tính dân tộc, khoa học và đại chúng. Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Cùng với đó, Việt Nam đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá chiến lược là hoàn thiện thể chế, xây dựng hạ tầng và đào tạo nhân lực dựa trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. Đặc biệt, Việt Nam đã và đang sẽ tiếp tục đóng góp chủ động và tích cực vì một cộng đồng ASEAN vững mạnh, toàn diện, đoàn kết, hợp tác, thống nhất trong đa dạng, cùng ASEAN tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Trung Quốc, với Diễn đàn Kinh tế Thế giới và với các đối tác thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng mới, đồng thời nỗ lực duy trì và củng cố môi trường hòa bình ổn định, hợp tác phát triển ở khu vực và thế giới. Thưa các nhà lãnh đạo và toàn thể quý vị, Trung Quốc có câu ngạn ngữ, độc mộc bất thành lâm, chúng tôi có tư tưởng Hồ Chí Minh, đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, đại thành công. Vì một thế giới tốt đẹp, công bằng, bình đẳng, phát triển hài hòa bền vững, chúng ta hãy đoàn kết, đề cao chủ nghĩa đa phương, chủ nghĩa nhân quyền, cùng nhau hướng đến những chân trời tăng trưởng mới, vì sự phát triển phồn vinh thịnh vượng của thế giới, vì cuộc sống hạnh phúc, tốt đẹp hơn của mọi người dân, của nhân loại. Chúng ta hãy thực hiện 3 cùng, là cùng lắng nghe và thấu hiểu, cùng chia sẻ tầm nhìn và hành động, cùng làm cùng hướng, cùng thắng và cùng phát triển. Trên tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ. Vâng, không khó để nhận thấy Thủ tướng Phạm Minh Chính đã mượn lời phát biểu của mình để khẳng định rằng ngay bên cạnh một Trung Quốc hùng cường là một Việt Nam bất khuất kiên trung, luôn đề cao sự độc lập, tự chủ bằng chính sách ngoại giao trung lập 4. Ngay bên cạnh một Trung Quốc mang vai trò dẫn dắt khu vực là một Việt Nam có vị thế quốc tế cũng chẳng phải dạng vừa. Qua đó, Thủ tướng Chính đã cho thấy được lý tưởng riêng và thế mạnh riêng của nước nhà để đặt ra giới hạn đỏ cho Trung Quốc, cũng như nhắc nhở Trung Quốc rằng chớ nên xem thường một Việt Nam từng đánh bại bọn đế quốc thực dân hùng mạnh, đồng thời đánh bại cả lũ giặc đói, giặc nghèo trong quá khứ, bằng sự đoàn kết của cả dân tộc mình. Cùng với sự đoàn kết đó, Việt Nam có thể vượt qua được mọi khó khăn, thử thách, cũng như đánh bại được mọi kẻ thù ở thời điểm hiện tại, dù cho đó có là Trung Quốc đông dân mạnh hơn Việt Nam gấp 100.000 lần. Ngoài ra, Thủ tướng Phạm Minh Chính còn khéo léo nhắc nhở Trung Quốc về vai trò đầu tàu của mình, để nước này nhìn nhận lại những điều sai trái đang làm. Nói cách khác, Trung Quốc hiện đang là tấm gương cho các nước noi theo. Nếu Trung Quốc không biết cư xử đúng mực với Việt Nam nói riêng và các nước khác nói chung, nước này sẽ bị lên án gay gắt và trở thành trò cười cho thiên hạ. Uy tín lẫn vị thế của Trung Quốc sẽ bị thụt lùi lại phía sau, khiến cho tiếng nói không còn trọng lượng như hiện giờ. Thế mới thấy rằng, sự tinh tế sâu sắc của một nhà lãnh đạo cấp cao của Việt Nam được nhân dân tin yêu, thế mới thấy được cách đối ngoại khéo léo của Bác Chính. Đánh giá về sự trỗi dậy mạnh mẽ của Việt Nam hiện nay, Drew Bernstein, một nhà kinh tế nổi tiếng, đã ví đất nước chúng ta như một thỏi nam châm đang cuốn hút các nhà đầu tư toàn cầu. Ông nhận định đây mới chỉ là thời điểm bắt đầu cho một đợt bùng nổ kinh tế của Việt Nam. Để khẳng định vị thế con hổ kinh tế châu Á, Việt Nam ngày nay được đánh giá là một trong những chủ thể quan trọng nhất của thế giới về quan hệ quốc tế, có quan hệ hữu nghị với tất cả các siêu cường hoặc nước lớn. Làm thế nào để Việt Nam thành công đạt được vị trí này? Điều gì đã đưa Việt Nam phát triển vượt bậc, thậm chí là phi thường như hiện nay trên tất cả các lĩnh vực? Ngày hôm nay chúng ta hãy cùng giải đáp câu hỏi này thông qua một bài viết trên trang Tào Tiao với tựa đề Việt Nam mạnh đến mức nào? Nhìn vào trình độ thực tế của Việt Nam, hóa ra chúng ta đã đánh giá thấp đất nước này.
Vâng, đây là một bài viết của tác giả người Trung Quốc. Người này cho rằng báo chí Trung Quốc trước nay đã đánh giá quá thấp Việt Nam, bởi vì đất nước này có sức mạnh không thể coi thường được. Cụ thể thế nào thì mọi người hãy cùng với mình lắng nghe nhé. Tác giả viết thế này: khi tìm hiểu sức mạnh của các nước Đông Nam Á, chúng ta thường tập trung vào những quốc gia nổi tiếng như Thái Lan, Indonesia, nhưng vô tình lại bỏ qua một nước láng giềng có tiềm năng lớn, đó là Việt Nam. Có lẽ chúng ta đã đánh giá thấp đất nước đang trỗi dậy này. Đầu tiên, hãy nhìn vào lĩnh vực quân sự của Việt Nam. Họ có quân đội đông đảo và mức độ hiện đại hóa tiếp tục tăng lên trong những năm gần đây. Xét về quy mô nhân sự thì quân đội Việt Nam được xếp vào hàng tốt nhất Đông Nam Á. Dù vẫn có khoảng cách so với một số nước lớn, nhưng sức mạnh quân sự của Việt Nam rất đáng chú ý trong khu vực. Đặc biệt là không thể bỏ qua sự trỗi dậy của Hải quân Việt Nam. Trước các tranh chấp ở Biển Đông, Việt Nam không chỉ xây dựng được hạm đội hùng mạnh trên biển, mà năng lực nghiên cứu, phát triển và xây dựng độc lập trong lĩnh vực hàng hải cũng tiếp tục được nâng cao. Điều này đã dần tạo ra tiếng nói của Việt Nam về địa chính trị và trở thành một thế lực không thể bỏ qua trong vấn đề Biển Đông. Tuy nhiên, sức mạnh của Việt Nam không chỉ nằm trong lĩnh vực quân sự. Trong những năm gần đây, sự trỗi dậy kinh tế của Việt Nam đã thu hút sự chú ý của toàn cầu. Tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh chóng đã khiến Việt Nam dần trở thành một trong những điểm nóng tại các thị trường mới nổi. Sự phát triển bùng nổ của ngành sản xuất, điện tử và các lĩnh vực khác đã cho phép Việt Nam thu hút lượng lớn đầu tư quốc tế và trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị toàn cầu. Các chính sách cải cách kinh tế và mở cửa của Việt Nam đã giành được sự hoan nghênh của quốc tế. Đồng thời, Việt Nam thể hiện thái độ linh hoạt, thực dụng trong hợp tác với các nước láng giềng. Từ ASEAN ra thế giới, Việt Nam đang dần trở thành nền kinh tế có trình độ cao. Ngoài sức mạnh cứng, sức mạnh mềm của Việt Nam cũng rất ấn tượng. Lịch sử lâu đời, văn hóa và phong tục tập quán dân tộc phong phú khiến Việt Nam có sức hấp dẫn độc đáo trên trường quốc tế. Món ăn Việt Nam, văn hóa truyền thống và cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp tạo thành di sản văn hóa hấp dẫn. Điện ảnh, âm nhạc và các ngành văn hóa khác của Việt Nam cũng đang dần nổi lên, tạo được sự chú ý hơn cho đất nước này trên trường văn hóa quốc tế. Điều này đã giúp Việt Nam có được một vị trí trong giao lưu văn hóa và giao lưu nhân dân. Ở cấp độ ngoại giao, Việt Nam luôn lấy chính sách đối ngoại độc lập làm chủ đạo. Nó luôn tuân thủ nguyên tắc chung sống hòa bình và ủng hộ giải quyết tranh chấp thông qua đối thoại và tham vấn, cho phép Việt Nam duy trì sự ổn định tương đối trong các vấn đề quốc tế. Đồng thời, Việt Nam tích cực tham gia hợp tác khu vực, nỗ lực thúc đẩy tiến trình hội nhập nội khối của ASEAN, đóng vai trò xây dựng trong việc duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực. Cuối cùng, điều chúng ta không thể bỏ qua đó là sự phát triển của xã hội Việt Nam. Chính phủ Việt Nam luôn cam kết cải thiện sinh kế của người dân, nâng cao trình độ học vấn và thúc đẩy tiến bộ xã hội. Trong những năm gần đây, Việt Nam đã đạt được những thành tựu đáng ghi nhận trong xây dựng cơ sở hạ tầng, y tế, chăm sóc sức khỏe và các lĩnh vực khác. Điều này đã đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển bền vững của Việt Nam. Nhìn chung, sức mạnh của Việt Nam vượt xa sự tưởng tượng của chúng ta. Dù ở cấp độ quân sự, kinh tế, văn hóa hay ngoại giao, Việt Nam đều đạt được những thành tựu đáng ghi nhận. Sự trỗi dậy của Việt Nam không chỉ có tác động sâu sắc đến các mô hình khu vực và thậm chí toàn cầu, mà còn mang đến cho chúng ta một góc nhìn mới đáng để tìm hiểu. Có lẽ chúng ta nên xem xét lại hòn ngọc Đông Nam Á này, nhìn tới tiềm năng và sức sống của nó, đồng thời đưa ra những đánh giá khách quan hơn về Việt Nam. Đó là toàn bộ bài viết trên trang Tao Tiao. Có thể thấy là tác giả đang muốn thay đổi cái nhìn của người Trung Quốc về Việt Nam. Không như báo chí Trung Quốc thường dè bỉu, coi khinh, Việt Nam ngày nay đã trở thành một thế lực trong khu vực trên mọi lĩnh vực. Đầu tiên hãy nói về mặt quân sự. Việt Nam ở vị trí thứ 22 trong tổng số 145 nước, thuộc bảng xếp hạng thường niên về sức mạnh quân sự. Trong khu vực Đông Nam Á, Việt Nam vẫn bị đánh giá quân sự yếu hơn Indonesia, căn cứ vào số dân và tổng GDP. Indonesia đều hơn Việt Nam, đặc biệt Indonesia hiện đang là thành viên của G20. Nói vậy để thấy, có thể vũ khí của Indonesia nhiều hơn, tốt hơn của Việt Nam. Quân đội của họ nhiều hơn, bởi họ sở hữu dân số gần 300 triệu người, tức là gần gấp 3 Việt Nam. Tuy nhiên, đó chỉ là yếu tố cần nhưng chưa đủ. Vấn đề ở đây là sử dụng vũ khí ra sao, chiến lược cho lực lượng thế nào. Điểm mạnh của sức mạnh quân sự Việt Nam đó là học thuyết chiến tranh. Bởi thực tế,
học thuyết này đã được kiểm chứng trong hàng trăm năm qua khi đối đầu và giành thắng lợi trước ba cường quốc lớn trên thế giới. Còn về năng lực chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, có thể nói Việt Nam đứng đầu Đông Nam Á về khía cạnh này. Không có quốc gia nào trong khối ASEAN từng chinh chiến chống giặc ngoại xâm như Việt Nam. Với hơn 2.000 năm chống ngoại xâm, với 19 cuộc quyết chiến chiến lược, tất cả kẻ thù khi ấy đều mạnh hơn Việt Nam, nhưng đều phải nhận lấy thất bại khi đối đầu với con người Việt Nam. Tiếp theo là về kinh tế. Việt Nam được ví như là một con hổ kinh tế mới của châu Á. Có thể khẳng định là chưa bao giờ Việt Nam có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày hôm nay. Quy mô nền kinh tế của Việt Nam đã tăng hơn 53 lần, thu nhập bình quân đầu người tăng khoảng 28 lần sau gần 40 năm đổi mới. Đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt về vật chất và tinh thần. Tỷ lệ hộ nghèo cũng giảm tới 60% vào đầu năm 1990 xuống còn 2,93% năm 2023. Việt Nam đã hoàn thành sớm các mục tiêu thiên niên kỷ, chỉ số phát triển con người nằm trong nhóm cao nhất trong số các nền kinh tế có cùng trình độ phát triển. Việt Nam hiện là mắt xích quan trọng trong các chuỗi cung ứng toàn cầu và khu vực và là một trong 20 nền kinh tế có quy mô thương mại lớn nhất thế giới với mạng lưới 16 FTA đã ký kết và 3 FTA đang đàm phán. Năm 2023, tăng trưởng GDP đạt 5,05%, xuất siêu 28 tỷ đô la, thu hút FDI tăng trên 32%. Việt Nam không chỉ đáp ứng nhu cầu đảm bảo vững chắc an ninh lương thực trong nước, mà còn góp phần đảm bảo an ninh lương thực toàn cầu. Năm 2023, xuất khẩu 8,34 triệu tấn gạo, cao nhất từ trước đến nay. Việt Nam trong những năm qua đã đầu tư mạnh vào công tác giáo dục, đào tạo. Kết quả là đang có được một hệ thống những nhân tài công nghệ xuất sắc trong các lĩnh vực phần mềm, lập trình và những công nhân có trình độ tay nghề ngày càng tiệm cận với trình độ của nhiều quốc gia. Các nhà đầu tư quốc tế dường như đang nhận thấy tiềm năng con người đang nở rộ tại Việt Nam. Và kể từ đó, dòng vốn đầu tư nước ngoài vào đây đã tăng mạnh. Trong đó tập trung chủ yếu vào lĩnh vực sản xuất và công nghệ cao, thay vì chảy đều vào cả lĩnh vực bất động sản như những năm trước. Việt Nam có đường hướng phát triển rõ ràng. Chính phủ chú trọng các hoạt động giáo dục, giúp thế hệ trẻ của Việt Nam được đào tạo bài bản, không thua gì nước ngoài. Việt Nam đầu tư rất nhiều vào hệ thống giáo dục, đồng thời đẩy mạnh huấn luyện giáo viên. Điều này rất quan trọng để Việt Nam có thể tận dụng những cơ hội mới khi nhân công cần phải có kiến thức, có số lượng lớn và hiểu được những mệnh lệnh phức tạp. Việt Nam đang làm rất tốt điều này, trong khi Thái Lan, Indonesia, Malaysia lại không đảm bảo được nguồn nhân công có trình độ cao. Thế hệ tiếp theo của Việt Nam đang tỏ ra rất hào hứng học hỏi từ bên ngoài. Họ là những người sẵn sàng chấp nhận rủi ro cao nhất châu Á. Việt Nam đã bắt đầu những hoạt động kinh doanh, thậm chí còn chưa được hình thành. Tin chắc rằng sự phát triển kinh tế của Việt Nam chỉ mới bắt đầu. Việt Nam có thể nói là hình mẫu mà nhiều quốc gia muốn noi theo để phát triển trên mọi lĩnh vực.